Hàng về, hàng về, hàng về. Thế ông tôi đã bảo anh em rồi, tem xanh thắng là tem xanh thắng. Anh em lại không nghe tôi, đúng không? Anh em lại bảo tôi lừa đảo thế nọ thế kia. Sợ mẹ chuyên gia dự đoán đến phân tích đây rồi, lệch đi đâu được cái kèo này nữa, đúng không anh em? Nào, đây là phần quà các bạn nhận được nhá, 88 xu cùng với hai hộp gì đó. Đây, để xem hai slide nhé các bạn nhá. Cái này là cái gì đây? Ừ đấy, đây, game đấu đầu tiên đây các bạn. Làm sao để xem lại được kèo nhỉ? Làm sao để xem lại được kèo nhỉ anh em nhỉ? Đúng không? Nhưng mình chỉ biết là tem xanh thắng thôi, hình như đây trong highlight ở đâu nhỉ? Ở chỗ nào nhỉ anh em nhỉ? Tiếp theo chúng ta đến một cái kèo nữa. cái kèo này lại giống khá giống cái kèo xanh vừa rồi nhé các bạn nhá. Nếu mà nó nào nhỉ? Nó chỉ hơi khác một chút thôi. Nếu cái kèo đấu đầu tiên vào lúc 10 giờ sáng của chúng ta đó là kèo full đả đấu với full vệ, thì đến cái kèo 12 giờ trưa này chúng ta có 5 con đả, một con vệ đối đầu với 5 con vệ và một con đả. Kèo nó cứ điêu điêu kiểu gì nhỉ anh em nhỉ? Kèo nó cái này là cái gì đây? Thời gian này anh em. Đây cái trận đấu vừa rồi đây các bạn đây. Đây nhá, chúng ta cùng xem lại trận đấu vừa rồi đã nhá, để xem đúng như những gì mình nói hay không. Đấy, chế độ smack thật đây nha, mà thấy cái Mali nhỉ. Đầu tiên đó là smack của Yori, tiếp theo là smack của Cho giảm tỷ lệ hồi máu, smack của Robert tăng chí mạng và tăng sát thương dành cho Na. Clutch có Tun. Ủa mẹ, chúng ta một con vệ này trâu nhở. Sorry anh em, vừa nãy tôi nói là vệ khắc đả là đả khắc vệ là sai nha anh em nhá. Cái chất đó là vệ khắc đả. Ui, smack hoa hồng dại, hồi máu lại hơn 200k máu đến từ hoa hồng dại. Và đây là smack đến từ undercut, đúng dao vào người à. Chém chất lượng đấy. Đây rồi, quả giảm nổ tốt nhờ. Phải lắc đi bụi luôn, không thể chống được. Mẹ tơn đầu nhưng mà tem đả đã bị đụng hết này. Đúng là vệ khắc đả thật sự anh em ạ. Khéo vệ không chết con nào ạ. Đúng như dự đoán này, có khi vệ không chết con nào các bạn ạ. Ăn được cắt lên đồng như con chó điên vậy. Liên tiếp là những tình huống đâm dao vào mặt đối thủ. Đây là cú xoay tròn đến từ vị trí của Billy. Smack của Billy rất lâu chúng ta mới được nhìn thấy smack của Billy thường. Và chiến thắng dành cho tem vệ cũng như là tem xanh mang về cho em mình gì tỷ số đầu tiên là 1-0. Và chúng ta sẽ cùng đến với kèo đấu thứ hai vào lúc 12 giờ mà chúng ta lại đi phân tích tiếp kèo đấu này. Về cơ bản thì kèo đấu này nó khá là giống với kèo đấu đầu tiên như mình đã nói với các bạn ngay từ đầu ấy. Nó là 5 con đả và một con vệ, trong khi bên kia là 5 vệ một đả. Mình không nhớ là con Vanet này là vệ hay đả nữa các bạn. Đây, ở đây nó còn có cả những cái thông số chỉ số luôn này. Máu như nhau này các bạn này. Đó là 584.000 năm à đâu. Đây là công nha các bạn nhá. Công là 598.000, thủ là 240.000, HP là 4 triệu nha anh em nhá. Ôi, tất cả các chỉ số nó như nhau nha anh em nhá. Nó không khác cái gì đâu các bạn. Tất cả các chỉ số nó như nhau. À, bên này các bạn nhìn thấy này. Công 525.000, hát thủ là 175.000 và HP là 3.375.000. Còn đâu tất cả những cái chỉ số này giống nhau không các bạn? Những cái chỉ số này 20, 30 nhỉ? Nhìn ra nào, 30, 50, 20, 50, 30, 3, 5, 2, 5, 5, 3, 2, xem nào, xem này, 5, 3, 2, 3, 0, nó thì nó khác nhau về chỉ số đấy các bạn, đúng không? Nó khác nhau về chỉ số đấy, đúng không? Phân tích tương quan lực lượng nào. Đây đều là những cái boss tư chất 14 đã ra từ năm thứ 2, ra từ năm đầu năm thứ 2, nó khá lỗi thời rồi. Nhưng các bạn nên nhớ đây chế độ smack mà mình nghĩ là nó vẫn có một cái thiên hướng công bằng mà thôi. Hiện tại thì anh em vẫn đang thiên hướng về bên đỏ. Về lý thuyết, đúng không? Bên đỏ lại là người đánh trước. Lại phân tích, bên đỏ lại là người đánh trước. Các bạn cứ hình dung ra xem. Đầu tiên bên đỏ là người đánh trước, Gonit sẽ tuyệt kỹ đầu tiên, sẽ hút đi nộ của Rugal, sẽ hút nộ của Rugal, VC và Vanet. Tiếp theo sẽ là Iori dị với cú diễm âu của mình. Sau đó là Kyo với thiêu hồn. Mẹ Kyo, Ionet dị, mẹ hai thằng này cũng bựa nhờ. Gonit tuyệt kỹ, chắc là không giết được bên kia đâu các bạn. Giống như cái kèo vừa rồi, khả năng cao là cũng không giết được con nào, không thể giúp cho ca phẩy lên nộ được. Hao hát lại đánh ở vị trí cuối. Hao hát ở bên Nhật anh em để ý lại có giảm nộ. Giảm nộ đôi cơ. Ví dụ nhiều hao hát ở tơn đầu mà có độc chiêu được mà giảm nộ vào vị trí của con gì nhỉ? Cái kèo xanh thì đang bất lợi hơn một tí này các bạn này.
kèo xanh này đang bất lợi hơn một tí ở vị trí thằng zero này các bạn này. Zero hàng sau không thể đam đơn mục tiêu được, đúng không? Kẻ zero sầm mắc khi mà không có một mình thì không thể đam đơn mục tiêu được và nó sẽ hút thủ thôi. Và kèo này vẫn là một cái kèo mà trên lý thuyết, tôi thề với các bạn luôn, lý thuyết thì vẫn là lý thuyết thôi, lý thuyết thì vẫn là lý thuyết, kèo đỏ sẽ có một chút gì đó lợi thế hơn so với kèo xanh. Đấy là về mặt lý thuyết anh em ạ. Nhưng mà cũng như cũng nhưng thật sự mà nói các bạn chưa biết được thế nào đâu. Bên kia thì có Google với khả năng mẹ mày counter cực gọi là gì nhở, gọi là khắc tinh cứng của tem đỏ luôn đấy các bạn, với khả năng gì nhỏ mẹ tuyệt kỹ và phát là cứ một đi tuyệt kỹ tầm này nhé các bạn nhá. Ở trong cái chế độ này khả năng mình nghĩ là Rugal vẫn có đủ sát thương để có thể one hit one kill bất kỳ một cái con đảo nào bên này. Các bạn cứ hình dung nếu mà Rugal lao vào Kyo, lao vào Cleodit thì chắc chắn là hai con này sẽ chết, không thể nào chống được. VC có thiên thần hộ mệnh khá là tốt. Và Net thì trong chế độ sầm mắc của server Nhật nó như thế nào nhỉ, thẻ gọi hình như là không đổi tuyệt kỹ đâu. Vanet, nếu mà Vanet ở bên server chung hay là Vanet ở server đài ấy, có lẽ mình sẽ quen hơn. Vì thật sự với các bạn, Vanet ở bên này hình như tư chất 13 nhé, có phải tư chất 14 nhớ đâu nhở. Vanet bên này tư chất 13 hay 14 nhở? Vanet là tư chất 13 mà. Kiểu con Lee Sang Fei này tư chất 13 mà các bạn nhở. Đúng rồi, ở bên Nhật nó là tư chất 13 mà. Ở bên kia nó mới là tư chất 14 chứ, đúng không? Mình nhớ là con Vanet này nhở, ở bên Trung Quốc tư chất 14 này, ở bên Taiwan tư chất 14 này, US tư chất 14 này, Hàn tư chất 13 này, còn ở bên Nhật cũng là tư chất 13. Lee Sang Fei thì ở có mỗi hình như là ở China là tư chất 14 thôi, còn đâu tất cả đều là tư chất 13 thì phải. Mẹ kèo này điêu điêu rồi, bắt đầu bịp rồi anh em ạ. Một bên thì toàn tư chất 15, toàn tư chất 14, một bên thì chỉ có bốn con tư chất 14. Là mình thật sự các bạn, mình không nhớ là Vanet với cả con mình ra xem một tí nhở. Con lên ra xem một tí con Vanet với cả con Lee Sang Fei không các bạn. Tôi phải ra xem lại kèo này à. Tôi phải ra xem lại kèo này các bạn nhé. Vanet với cả Lee Sang Fei nhé các bạn nhé. Vanet với cả Lee Sang Fei. Tôi phải xem lại kèo này đã. Hai con này sao điêu điêu nhở? Thề luôn anh em, hai con này có một cái chút gì đó nó điêu điêu ở đâu ấy. Hai con này nó điêu điêu ở đâu ấy, tôi phải xem lại. Vanet tư chất gì đấy các bạn? Tư chất 13 mà các bạn, đúng không? Vanet bên này tư chất 13 mà, đúng không anh em? Vanet bên này tư chất 13 mà. Đây, SR là tư chất 13 mà các bạn, đúng không? LR, UR là tư chất 14, bên này là tư chất 13 nhé các bạn nhá. Vanet tư chất 13. Và chúng ta có Lee Sang Fei ở đây, mình cũng nghĩ là tư chất 13 con Lee Sang Fei này, ác này không có Lee Sang Fei à, bịp thế. Đây các bạn, khả năng con Lee Sang Fei này cũng tư chất 13 này, cũng SR này, mẹ kèo này bịp thế nhở, chắc chắn đây là kèo bịp rồi nhá, thề với các bạn luôn, chắc chắn đây là kèo bịp rồi. Tôi nói thật với các bạn, kèo này chắc chắn là có kèo mẹ có sự bịp bợm ở đâu đó rồi, đúng không? Kèo này chắc chắn là có sự bịp bợm, bịp không phải ngẫu nhiên mà tự nhiên lại đéo ai lại ngẫu nhiên lại cho một cái kèo mà bên kia full tư chất 14, bên này lại bốn con tư chất 14, lại mẹ kẹp với con hai con tư chất 13 này, khả năng cao là kèo bịp anh em ạ, bịp lắm các bạn ạ. Kèo như tôi nghĩ là chúng ta nên đánh ngược lại, đúng không? Giữa con tim và lý trí vậy, chọn con tim hay lý trí vậy. Con tim tôi thì mẹ mà đang à, gì là lý trí của tôi đang hướng về tem đỏ, nhưng mà con tim tôi lại bảo là anh ơi cẩn thận nó lừa đấy, anh phải chọn tem xanh. Mẹ thề luôn, bịp thật sự các bạn. Thôi nhá, kèo này theo tôi nghĩ là mẹ lại xanh tiếp đi anh em, xanh cho nó chắc. Kèo này có khi là mẹ nhân tố chính chủ lực của chúng ta không đến từ Vanet hay là Lee Sang Fei đâu, mà có lẽ đến từ vị trí của Rugal. Mẹ mày, bao nhiêu lần mày lừa tao rồi Rugal ạ? Đánh PK lên server không biết bao nhiêu lần nó lừa tôi, nhưng mà tôi nghĩ kèo này có lẽ là Rugal sẽ là nhân vật chính. Kèo này có lẽ là Rugal sẽ là nhân vật chính, đúng không anh em? Ít nhất nó có hồi sinh nhỉ. Các bạn nên nhớ trong chế độ sờ mắc Rugal có hồi sinh, giảm nộ rất khó chịu. Và con này cũng có khả năng giảm nộ nữa, ca tệ khả năng giảm nộ nữa. Nếu như thay bằng một cái kèo cặp long hổ thì có lẽ là bên xanh ngăn chặt rồi, nhưng mà kèo này có lẽ có khả năng xanh nha mày, khả năng tin tôi tin, vẫn tin vào Rugal luôn mày. Rugal anh tin em, gia đình tin em, bạn bè tin em, tất cả mọi người đều tin em, all in dành cho xanh.
All in dành cho xanh anh em ơi. Không, nó không cho mình chọn cái này nữa à? Nó không cho mình chọn cái All in dành cho xanh thôi anh em. All in dành cho xanh. Vâng. Và đấy là quyết định cuối cùng của MBG. Quyết định của các bạn như thế nào? Cùng comment và bình chọn xem kèo đấu thứ hai vào lúc 12 giờ này xem nào sẽ chiến thắng nha anh em nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở trong kèo đấu thứ ba. Bye bye.